Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với UNIDO tổ chức hội thảo khởi động dự án tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp IEEP. Dự án này là một hợp phần thuộc chương trình chuyển dịch năng lượng bền vững Việt Nam EU SEPT do Liên minh châu Âu EU tài trợ, được thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNIDO và Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương trong thời gian 5 năm, từ năm 2023 đến năm 2027. Việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án IEEP thể hiện nỗ lực của Bộ Công Thương với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 và tối ưu hóa các hệ thống sử dụng năng lượng chính, cũng như tăng cường nguồn nhân lực về kỹ thuật và tài chính để thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống một cách rộng khắp trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Dự án gồm 3 hợp phần chính gồm tăng cường khung thể chế và chính sách, thực hiện các chương trình xây dựng và nâng cao năng lực, thực hiện các dự án về hệ thống quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống, tập trung vào 10 ngành mục tiêu gồm giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, dệt may, sản xuất hóa chất và phân bón, chế biến cao su, luyện kim và thép, xi măng, nhựa và đồ uống. Kỳ vọng sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng kết hợp với tối ưu hóa hệ thống, cũng như đóng góp một phần vào các mục tiêu chung đặt ra của chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến năm 2025 và quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.